Cảm ơn các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Một năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Đến đã xem video của Nguyên Dương, chúc các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc, thành công. Hôm nay Nguyên Dương mời các bạn cùng xem bé 18 tháng tuổi khám phá thế giới qua máy tính bảng như thế nào. Đây là một bé gái mới 18 tháng tuổi. Cảm ơn bạn đã đến với Nguyên Dương. Trân trọng.